ngoài đệ quy này, danh sách mảng này, thì chúng ta sẽ có danh sách mà cấp phát, bộ nhớ, rồi dạng, cái danh sách móc nối, tập trung vào phần danh sách móc nối. Và trong đó danh sách móc nối, chúng ta có danh sách móc nối đơn, móc nối kép và móc nối vòng. Chúng ta lại tập trung vào danh sách móc nối đơn. Lý do thì sáng cô cũng nói rồi. Tiếp theo danh sách thì thực ra ngăn xếp hàng đợi thì nó cũng là danh sách thôi, nhưng mà cái cách hoạt động của cái stack và queue nó hoạt động nó đặc biệt và nó được ứng dụng nhiều. Thực tế là ở trong các ngôn ngữ lập trình nó cũng hỗ trợ cái collection này nhé, hỗ trợ stack và queue. Thế nhưng mà các bạn đi làm bài thì các bạn phải tự xây dựng. Thế thì đối với stack và queue, các bạn có thể xây dựng dùng mảng hoặc dùng móc nối đều được. Mảng hoặc móc nối đều được, miễn là các bạn phải thực hiện đúng cái cách thức hoạt động của cái stack và queue và áp dụng cho một cái bài toán cụ thể nào đấy. Phần tiếp theo là một số cái thuật toán sắp xếp. Sắp xếp ở đây thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng thực hiện trên danh sách thì chúng ta cũng làm trên hai loại danh sách là danh sách mảng và danh sách móc nối. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào móc nối đơn thôi. Thì mỗi một cái kiểu cái thuật toán sắp xếp thì nó phù hợp với cái kiểu danh sách riêng. Thì chúng ta sẽ tập trung vào mấy cái thuật toán sắp xếp này: sắp xếp lựa chọn, sắp xếp nổi bọt, sắp xếp nhanh. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thêm phần insertion sort, chèn và selection sort, chọn. Những cái giải thuật mà chúng ta được học ở trong cấu trúc dữ liệu giải thuật trước. Tiếp theo sẽ là phần tìm kiếm. Thì chúng ta tập trung vào tìm kiếm nhị phân, cũng có tìm kiếm tương tự. Và phần cuối cùng của chúng ta là phần cây, cây nhị phân, tập trung vào phần cây nhị phân, cách thức duyệt cây và thủ tục trên cây. Đấy là toàn bộ cái phần về cấu trúc dữ liệu giải thuật của các bạn, vừa sử dụng trong thi lý thuyết, vừa sử dụng trong thi thực hành. Đây, chúng ta đi nhanh vào đệ quy nhé. Đấy, đệ quy thì chúng ta nhớ là đệ quy được gọi đến chính nó, nhưng nhớ là đệ quy để có thể với thuật toán là phải dừng, mà muốn dừng được thì kích thước dữ liệu nó phải nhỏ hơn. Và đối với một cái thủ tục đệ quy thì các bạn luôn luôn nhớ hai phần: một là phần dừng điểm neo, kích thước giới hạn của bài toán và cái bài toán mà kích thước nhỏ nhất đấy; hai là cái phần gọi đệ quy, lời gọi đệ quy. Thì nhớ lời gọi đệ quy thì các bạn sẽ lúc mà thiết kế bằng giải thuật đệ quy thì các bạn nhớ là kích thước dữ liệu nó phải nhỏ hơn để đảm bảo cho nó hội tụ, để cho nó dừng. Điều rất là quan trọng, bởi nếu mà nó không dừng được thì đấy không gọi là thuật toán. Thuật toán bắt buộc là phải đảm bảo tính chất hữu hạn, thế là tính dừng của thuật toán. Đấy, luôn luôn có hai phần nhé: phần neo và phần đệ quy. Neo là phần nó kích thước giới hạn, bài toán nhỏ nhất có thể giải quyết được ngay đấy. Đệ quy là gọi đến chính nó, gọi đến chính nó. Đây, ví dụ cái bài toán n dây thừa chẳng hạn nhé. Thì chúng ta biết n dây thừa thì nó sẽ tính bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân chấm 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 nhân n nhân n trừ 1 nhân n, đúng chưa? Đây là công thức của n dây thừa, bạn nào cũng biết. Thế đấy là cái nghĩa rõ, công thức rõ của nó. Thế bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn khái niệm đệ quy. Thì chúng ta giả sử cái khái niệm đệ quy là dây thừa. Và do cái tích như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể gộp n trừ 1 cái tích của các số từ 1 lên trừ 1 làm một cụm và n tách riêng. Thế là chúng ta có công thức như thế này. Đó. Thế với công thức như này thì đây là chúng ta thấy là gì? N dây thừa đã được định nghĩa thông qua gì đấy? N trừ 1 dây thừa. Tức là khái niệm, cái khái niệm dây thừa ở đây đã được gì đấy? Đã được định nghĩa lại. Nhưng mà một đằng là gì? N dây thừa. Đấy. Định nghĩa lại theo gì? N trừ 1 dây thừa. Tức là kích thước dữ liệu đã được nhỏ hơn rồi.
Thế thì bài toán nhỏ nhất, cái bài toán là kích thước giới hạn đấy, là trường nào? Thế thì chúng ta lại biết quy ước là không dư thừa bằng 1, không dư thừa bằng 1. Đấy, như vậy đấy chính là kích thước giới hạn n bằng 0. Thì chúng ta sẽ biết là giá trị trả về là bằng 1. Đấy chính là kích thước giới hạn, đấy chính là điểm neo. Mà gọi để quy thì chúng ta nó sẽ được gọi thông qua n nhân với gì? Vẫn là dư thừa nhưng với cái kích thước dữ liệu truyền vào là n trừ 1. Đấy, như vậy chúng ta có cái hàm dư thừa như thế này. À, chúng ta có thể viết nếu n bằng 0 đối với 1, hoặc chúng ta viết là cho cả hai cái bài toán kích thước giới hạn luôn, bài toán mà giải quyết bằng độ phức tạp thẳng luôn, đấy là không dư thừa 1 và 1 dư thừa 1 đều được. Chưa? Thế cái công thức n dư thừa bằng n nhân n trừ 1 dư thừa ở đây thì và toán học người ta sẽ gọi là công thức quy này, hệ thức chi hồi. Chưa? Thế còn lập trình thì chúng ta gọi là để quy. Mấy khái niệm này nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng mà ở cái lĩnh vực khác nhau thì chúng ta sẽ tên gọi khác nhau thôi. Ok, thấy nhá. Để quy gọi để chính nó những kích thước dữ liệu nhỏ hơn và bắt buộc là phải có điểm neo. Các bạn nốt vào. À, số Fibonacci ngày trước các bạn, một số bạn sẽ được với cái Fibonacci rất là điển hình. Đây là một số rất điển hình và chúng ta có kỹ thuật là quy động và chi để trị. Đây chính là cái công thức chi hồi, tức là bài toán tổng quát được giải quyết thông qua bài toán hai bài toán kích thước dữ liệu nhỏ hơn, hay là cái khái niệm f ở đây đã được được gọi phải lại. Như kích thước dữ liệu từ n chúng ta gọi thì bài toán con là kích thước n trừ 1, n trừ 2. Đấy, đây chính là công thức chi hồi mà toán học lập trình chúng ta gọi đến thì chúng ta sẽ gọi là để quy. Và chúng ta cũng biết là f0 bằng 0, f1 bằng 1, đấy chính là kích thước giới hạn của bài toán. Bài toán nhỏ nhất có thể giải quyết được ngay. Đấy, và chúng ta sẽ có cái ý tưởng mã giải như thế này. Đấy, mã giải như thế này. Và mã thật như thế này. Cái này thực ra si hay là si cộng, si thăng. Tất nhiên là chúng ta thêm khai báo cho cái biến n ở đây là biến nguyên nữa thôi, chứ còn ý tưởng nó sẽ là như thế này thôi. Đấy là chúng ta đã viết bằng cái hàng định quy. Thế chúng ta sẽ có một cái dạng là ví dụ là cái tính F2 chẳng hạn. Thế thì người ta sẽ hỏi xem F2 ở đấy là cái F0 được gọi bao nhiêu lần, hay cái hàm gọi hòa hàm được quy gọi bao nhiêu lần. Thế thì các bạn sẽ phải biết sao nó giải quyết như nào để chúng ta tính cái hàm được quy nó được gọi đến. Đấy là một dạng câu trắc nghiệm. Bài toán tháp Hà Nội. Đó. Một số những bài toán điển hình. Chưa? Các bạn nào thảo luận hỏi gì về đề quy không? Chúng ta chuyển ra phần danh sách. Danh sách thì có hai loại danh sách nhé. Chúng ta sẽ có danh sách mảng và danh sách móc nối. Móc nối thì chúng ta có ba loại chính là móc nối đơn, móc nối kép và móc nối vòng. Trong đó chúng ta tập trung vào móc nối đơn. Thế thì mỗi một cái kiểu dữ liệu danh sách thì nó sẽ có cái ưu điểm, nhược điểm riêng. Thì các bạn không cần quan tâm cái đấy. Chưa? Chúng ta sẽ quan tâm đến các cái thao tác trên danh sách và cái mã giải hay ý tưởng để viết là như thế nào. Thì đây là một số những cái thao tác trên kiểu danh sách, như là khởi tạo danh sách. Đối với mảng thì chúng ta sẽ cấp phát trước cho nó bao nhiêu phần tử qua đến bộ nhớ. Hai là kiểm tra danh sách có rỗng hay không, có đầy hay không. Đầy thì hầu như các bạn nếu như danh sách mảng thì chúng ta sẽ phải rất là chú ý cái này. Nhưng móc nối đơn kép vòng thì chúng ta không quan tâm nhiều đến cái phần full nào, được chưa? Tính kích thước cái này thì cũng không quan tâm nhiều. Đối với mảng thì chúng ta biết trước số phần tử rồi, nhưng mà số phần tử thực tế nó đang dùng đấy, thì cái phần kích thước này chú ý hơn. Còn kích thước mà đối với cả cái móc nối thì chúng ta lại phải duyệt danh sách, thì chúng ta tính phần đếm số phần tử.
Đối với mảng hầu như là nó tự xong thì là tự thu hồi, chứ còn với móc nối thì chúng ta sẽ có cái câu lệnh trong C thì sẽ cấp phát một nhánh riêng, xong đấy sẽ thu hồi, dispose nó. Thế còn nếu mà ngôn ngữ bậc lập trình bậc cao thì có thể là tự thu hồi. Đây, cái thao tác các bạn để ý lên thao tác 6, 7, 8, 9, thêm và bớt, thêm phần tử vào danh sách, xóa phần tử vào danh sách, cái này rất là chú ý. Rồi thay đổi giá trị của một phần tử 6, 7, 8. Cái này trong thực hành chúng ta rất là để ý và chúng ta sẽ viết nhiều cái này cho nó quen đi. Thay thế một giá trị, cái 9 nó gần gần như cái 8. Thế cái đối với danh sách thì chúng ta phải thuộc cái cú pháp thao tác danh sách thôi. Đối với mảng thì chúng ta for y chạy từ 0, y nhỏ hơn n, y cũng cộng, tức là duyệt danh sách. Đa số là dùng for, đa số dùng for. Thế còn nếu mà đối với danh sách móc nối thì chúng ta sẽ phải thuộc cái câu là tg bằng l đấy, y tg chấm đích khắc nôn hoặc là ga y tg khắc nôn, đấy là tùy xem các bạn duyệt thế nào, nhưng đa số là chúng ta y tg khắc nôn. Mỗi lần chúng ta sẽ thăm cái tg chấm info, xong đấy tg chấm đích. Cái công thức thì các bạn phải thuộc của danh sách. Thế còn cái việc mà thăm đấy thì làm như thế nào thì mỗi cái kỹ thuật khác nhau. Chúng ta có mấy kỹ thuật chủ yếu trên danh sách như kỹ thuật đếm, kỹ thuật tìm kiếm, kỹ thuật sắp xếp, kỹ thuật cờ để kiểm tra danh sách có thỏa mãn điều kiện gì đấy không, kỹ thuật tính canh để tìm min, tìm max, tính tổng, tính tích, vân vân. Tức là cái dù mấy cái bài toán quản lý trên danh sách như vậy, chúng ta quanh đi quẩn lại nó vẫn là cái kỹ thuật duyệt danh sách bắt buộc bạn phải nắm được. Đối với mảng thì nó quay index từ 0 đến n trừ 1 rồi, nó rất dễ. Đây, danh sách liên tục hay là danh sách mảng. Nhưng mà cái phần thêm mới bớt ở trong danh sách mảng thì nó lại hơi nhiều thao tác. Yên tâm là cái phần này sẽ ít khi tác động tới. À, phần thêm chủ yếu là danh sách móc nối đơn thì phần thêm bớt là sẽ nhiều, thay đổi giá trị chúng ta rất là để ý cái này. Trong ba loại danh sách móc nối thì đơn kép vòng chúng ta tập trung vào đơn nhé. Và có hai cái loại, đấy là chúng ta lưu ở đầu danh sách và lưu cả đầu và cuối. Chúng ta tập trung vào cái loại lưu vào đầu danh sách, sách dạng hoạt động gần gần với sách. Đấy, đây là chúng ta thêm cái phần tử symbol vào, thì chúng ta symbol chúng ta nối vào list. Đấy, sau đó là cái a nối vào symbol thôi, có thao tác hết. Thế mỗi một nốt chờ info của nốt ấy, thì nó tùy, nó có thể là số nguyên, số thực, hoặc là một thông tin của một sinh viên, hoặc thông tin của một tỉnh, hoặc thông tin của một môn học, hoặc thông tin của một giáo viên, hoặc thông tin của một thiết bị, vân vân. Tức là cái trường info của nó có thể bất kỳ một cái thông tin nào. Cái này phần thực hành lý thuyết thì những câu liên quan đến cái dạng chắc là ít, nhưng mà thực hành chúng ta sẽ dùng rất là nhiều. Câu 2, câu 3, câu 4. 2, câu 3, câu 4 chúng ta chú ý. Nhất là chúng ta có hẳn một câu về cấu trúc dữ liệu nghệ thuật mà cái xác suất vào danh sách móc nối liên kết đơn này rất là nhiều. Móc nối được mà liên kết được nha, nó như nhau nhé. Thì thực ra nhớ được cái này chúng ta phải nhớ qua cái mô hình thì nó sẽ nhớ dễ nhớ hơn. Từ mô hình chúng ta sẽ chuyển sang code, tức là từ ý tưởng chúng ta chuyển sang code thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Đấy, nói chung là thêm vào cuối thì chúng ta sẽ nối cái phần tử ở cuối danh sách vào cái nốt thêm. Thế xong là gán lại cái nốt cuối là cái nốt thêm là xong. Đây, giả sử A là chúng ta lưu ở đầu danh sách này, L này, còn cái E là last này. Đấy, thêm một phần tử ở sau. Nếu mà thêm ở Q ấy, đấy, thì bước 1 là chúng ta sẽ có cái nốt đấy và chứa cái trường thông tin info của nốt đấy, giá trị x rồi nhá.
Đấy thì cái thằng sau, cái thằng nốt Q này, tức là Q Q chấm đếch ấy, nó sẽ nối vào cái nốt thê. Nhưng mà nếu mà nối nối ngay như thế thì nó sẽ bị đứt toàn bộ cái từ cái thằng thằng Q chấm đếch đến hết danh sách. Rất nhiều bạn mắc cái lỗi này. Thì vì vậy nên là bắt buộc là các bạn nhớ mô hình, chứ học thuộc code thì rất là khó. Thì thường là các bạn nhớ mô hình phía đây. Nếu như chúng ta nối cái nốt thêm vào ấy, vào cái sau cái thằng thằng Q ấy, tức là x chấm link bằng b chấm link, hoặc là x chấm next bằng b chấm next, đấy, chỏ như này này, đấy, thì nó sẽ không bị mất từ cái thằng C đi. Sau đấy thì chúng ta mới nối Q chấm next bằng bằng x thôi, thì nó sẽ không bị mất thông tin và thêm được. Thì nhìn mô hình đấy thì chúng ta viết lại code qua 2 bước. Đấy, tương tự. Đấy, nối nốt P vào trong cái first.next này. À, minh họa. Cái slide này cô gửi ở trên cái tài liệu từ ở, nói chung ở trong cái lịch danh sách này, trên link gắn là có nhé. Đấy, chúng ta về xem thêm. À, tí nữa để chúng ta sẽ nhanh để chúng ta làm thử một số câu trắc nghiệm. Đấy, tìm kiếm thì nó cứ học phải thuộc công thức duyệt danh sách thôi. Đấy, xóa thì các bạn phải nhớ luôn luôn là xóa đầu, xóa cuối và xóa giữa. Đấy, về các bạn xem. Đây là xóa giữa. Q chấm next bằng Q chấm next chấm next. Thế còn nếu mà xóa cuối thì chúng ta tìm cái trước Q rồi chúng ta nối vào link là xong. Nên xóa đầu thì chúng ta chỉ cần gì? Cái first thì chúng ta gán bằng first.next là xong. Cái kép thì thay vào thực đơn thì nó chỉ có một cái tay thôi. Nhưng kép thì chúng ta có 2 tay, một tay về trước, một cái tay về sau. Thì chúng ta left, right hoặc là before, after. Đấy là tùy các bạn viết. Nên đa số là chúng ta tập trung vào cái đơn nhiều. Thế còn nếu mà vòng vòng thì nó sẽ phần nối vào phần tử cuối, nó nối vào đầu danh sách và đầu nối vào cuối danh sách để sao tạo hình tròn thôi. Nên kép vòng này hay sử dụng hơn là kép không. Được nhá, chúng ta đi luôn vào stack to queue. À, mô hình mất công bằng Latin Fodal. Thằng nào vào sau nên được ra trước, bởi vì nguyên tắc hoạt động với thằng stack ấy, nó chỉ hoạt động trên một đầu thôi, vào nó cũng đầu đấy mà ra cũng đầu đấy, vì vậy anh nào vào sau thì lại được gì, được bốc ra trước. Latin Fodal, cái này có cả câu lý thuyết khá là nhiều nhá, những câu phát Latin Fodal, Fodin Fodal chúng ta là queue và Latin Fodal chúng ta là stack, rồi hoạt động, rồi các cái thao tác, rồi mô phỏng, những cái dạng này sẽ khá là nhiều câu hỏi, chúng ta rất là chú ý stack queue. Đây ví dụ nhá, thằng mô hình bất công bằng Latin Fodal của thằng stack này, tuy nó bất công bằng nhưng ứng dụng nhiều hơn, và những một số bài nếu mà nó không rơi vào danh sách một nối đơn mà nó rơi vào stack queue thì đa số là vào stack, bởi những cái bài ứng dụng stack ví dụ như kiểm tra biểu thức hợp lệ này, hoặc là tính giá trị của biểu thức này, đấy, vân vân, của cái bài stack thì chúng ta biết để mà chúng ta viết chương trình cái bài về cấu trúc dữ liệu giải thuật. Đấy, hoạt động đẩy vào, nó chỉ hoạt động trên một đầu thôi, đấy, đẩy vào. Đấy, lấy ra thì nó cũng lấy ở trên ở đỉnh đấy. Đấy, lấy ra cứ lấy ở đỉnh, đẩy vào nó cũng đẩy vào đỉnh, nó chỉ hoạt động trên một đầu. Đầu này cái đầu phía dưới là chúng ta đóng băng rồi. Thì đối với stack, stack với queue nó sẽ có ít do cái cơ chế hoạt động nên nó sẽ ít cái thao tác hơn là đối với kiểu danh sách thường nhé. Thì ở đây nó sẽ có khá nhiều cái dạng bài liên quan đến stack to queue. Đây. Mấy cái bài nếu mà biểu thức ba lan ấy chuyển từ biểu thức trung tố biểu thức hỗn tố thì cái đấy thuật toán nó phức tạp. Ở code nó cũng tương đối dài. Thì xác suất mà thi vào cái dạng đấy thực hành là hơi ít, hơi hiếm. Nhưng mà cái phần tính giá trị biểu thức thì lại rất là dễ. Nên nếu mà vào stack to queue thì những cái dạng kiểu như thế thì vẫn có thể vào.
bởi vì code của nó không quá dài. Đấy. Đối với tính và cái câu trắc nghiệm liên quan đến tính giá trị công thức cũng có tương đối. Thì quy tắc của chúng ta cứ đọc lần lượt từng cái phần tử, từng phần tử ở trong cái sâu đầu vào là 3, cách 5, cách cộng, cách 2, cách sao này. Thì cứ thấy toán tử thì nó hút vào, toán hạn thì nó quốc ra hai lần, nó quốc ra hai phần tử, cái là nó sẽ tính giá trị. Tính giá trị xong rồi nó sẽ có được kết quả, có kết quả thì nó lại quốc vào. Đấy, đúng quy tắc thôi. Cái này các bạn nốt vào nhé. Tí nữa chúng ta sẽ thử có cái câu trắc nghiệm phần này chúng ta sẽ làm luôn. Toán hạn thì put, toán tử thì pop hai lần, tính giá trị sau đấy put back. Thế bao giờ mà chúng ta hết hết cái biểu thức hậu tố thì chúng ta sẽ lấy được cái kết quả ở trong cái stack ra, đấy chính là kết quả biểu thức thôi. Cái dạng này câu hỏi tương đối nhiều nếu mà về phần stack với queue. Các bạn xem thêm ở trên slide nhé. Đấy, thao tác. Còn nếu mà về code mà dùng SQL thì chúng ta dùng thông thường là các bạn viết bằng mảng hoặc dùng dao viết bằng danh sách mô nối thì đều có điểm. Đấy, tiếp theo là mô hình công bằng. Xếp hàng. Anh đến trước, anh đứng trước thì anh sẽ được ra trước. First in, first out. Mô hình rất là công bằng luôn. First in, first out. Và trước ra trước. Đấy, thì đối với khi cài đặt người ta sẽ chọn from clear đầu cuối hoặc là from end hoặc là before after, nhưng nó thể hiện được một cái đằng trước một cái đằng sau. Nó sẽ hoạt động là vào sau, vào thì đẩy thì nó đẩy vào cuối hàng, thế còn lấy thì nó lấy ở đầu hàng. Tức là đối với queue ở đây chúng ta hoạt động trên hai đầu, một đầu thì chúng ta đẩy vào, một đầu chúng ta lấy ra. Này khác hẳn với stack nhé, đều là danh sách nhưng mà nó khác hẳn. Cấu trúc dữ liệu queue nó khác hẳn với cấu trúc dữ liệu stack. Chúng ta cũng có các thao tác ở trên queue nó tương tự trên cái kiểu danh sách stack. Đấy, chúng ta có khởi tạo, có kiểm tra đầy, kiểm tra rỗng. Nhưng nếu mà cài đặt bằng móc nối thì ít khi chúng ta kiểm tra, phải kiểm tra đầy, hoặc bởi vì mặc định là bộ nhớ chúng ta vô hạn. Đấy, và chủ yếu là cái thêm vào mới lấy ra thôi. Thì cách viết thì thông thường là tên hàm ấy, đối với queue thì thường là in queue mới đi queue, còn đối với stack thì thường chúng ta pop mới put. Và ngoài ra thì ngoài cái thao tác pop put thì chúng ta lấy phần tử trên đỉnh nhưng không lấy ra, tức là chúng ta chỉ xem thân giá trị trên đỉnh nó là gì thôi. Đấy là cái thằng stack. Các thuật toán sắp xếp chúng ta sẽ tự đọc với đây, tại vì nó sẽ có rất là nhiều. Đấy. Phần cây thì chúng ta nhớ là cây là phải có gốc, có ít nhất hai nút và phải có quan hệ cha con. Cái cây bình thường thì nó có thể có nhiều con, nhưng mà cây nhị phân thì nó chỉ có hai con thôi. Thế nhị phân tìm kiếm thì chúng ta nhớ là gì, nó có quan hệ bắt buộc giữa con trái cha và con phải, con trái nhỏ cha nhỏ con phải, con phải nó to nhất. Để còn cây cân bằng vật thực, các bạn cứ tập trung vào cây nhị phân, cây nhị phân và lắm là nhị phân tìm kiếm. Thế đối với phần cây thì chúng ta sẽ có cái thao tác, người ta cho một cây thì chúng ta sẽ phải duyệt được, hoặc những câu hỏi xung quanh cái loại duyệt trước rồi sau rồi giữa. Và cây biểu thức thì người ta lại vì nó có mối quan hệ với cái chuyển đổi từ biểu thức trung tố, hậu tố, tiền tố. Thế nếu mà cái cây biểu thức ấy, cây biểu thức là cái toán hạn nó sẽ là lá, toán tử nó sẽ là nút trung gian. Đấy, thì nếu mà trước thì chúng ta sẽ ra biểu thức tiền tố thôi, mà dưới sau thì chúng ta ra biểu thức hậu tố, mà dưới giữa thì chúng ta ra biểu thức trung tố. Cái biểu thức của chúng ta tính toán thông thường là biểu thức trung tố. Đây chính là biểu thức trung tố này. Đây chính là biểu thức tiền tố này. Hậu tố này.
Đấy, ngoài thế thôi, kiến thức lý thuyết là như vậy.